cùng với các trường hợp người dân có nhu cầu thiết yếu cần phải ra đường. Đến nay, các đơn vị địa phương cũng đã cấp giấy đi đường mới cho công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ở trong cũng như là ngoài khu công nghiệp. Lần này, việc cấp giấy đi đường được siết chặt hơn để tránh tình trạng lạm dụng như đã xảy ra vừa qua. Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, đến nay, phường Tân Chính, quận Thanh Khê đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy đi đường mẫu mới cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng 59 doanh nghiệp thì phường đã cấp hơn 1.000 giấy đi đường và thực tế nhiều doanh nghiệp đã đề xuất cấp số lượng khá nhiều. Công ty phải chịu trách nhiệm trong cái số lượng nhân viên đi làm, nhưng mà cái số lượng nhân viên đi làm này thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Nếu như căn cứ trong cái thực tế mà bảng lương và cái hợp đồng lao động thì số lượng công ty đi làm nó không phù hợp với cái tình hình thực tế mà các công ty đang đề nghị. Đó là cái vướng mắc lớn nhất mà địa phương không thể nắm và quản lý được cái lượng người đi làm này. Sau khi bùng phát trở lại vào ngày 10 tháng 7 đến nay, sau một tháng, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 1.300 ca mắc COVID-19 và đã xuất hiện các chuỗi lây nhiễm từ các khu công nghiệp với diễn biến rất phức tạp. Lúc này, việc tối đa hóa các biện pháp phòng chống dịch là yêu cầu tiên quyết với các doanh nghiệp để có thể duy trì sản xuất kinh doanh. Một trong các biện pháp quan trọng lúc này khi thành phố đang thực hiện giãn cách là giảm tối đa lượng người ra đường, và thành phố cũng đã yêu cầu rà soát kỹ việc cấp giấy đi đường cho doanh nghiệp, trên tinh thần không vượt quá 50% tổng số lao động. Cấp giấy thì trách nhiệm là của các cơ quan được phân công như ban quản lý xuất, các phường cũng như là một số sở ngành được phân công. Nhưng còn trách nhiệm pháp lý là phải do con người cụ thể, là do các chủ doanh nghiệp. Tôi xin nhắc lại quan điểm xuyên suốt là như vậy. Và chúng ta cũng ở mức độ cao nhất là hạn chế đến mức thấp nhất người phải ra đường. Thực tế cho thấy những ngày đầu triển khai giấy đi đường, đã có một số doanh nghiệp cá nhân lợi dụng để lập giấy đi đường khống, cấp cho những người không phải là nhân viên của công ty. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy đi đường sai quy định, đồng thời xử phạt các tổ chức cá nhân liên quan. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang rất phức tạp. Giãn cách lúc này là thời gian vàng để thành phố ngăn chặn đà lây lan. Đà Nẵng có sớm trở lại trạng thái bình thường hay không, phần lớn tùy thuộc vào ý thức chấp hành từ mỗi người dân, doanh nghiệp.